Vâng, đây là một cặp loa ở phân khúc rất là tầm tiền nha bác. Cặp loa rất đẹp nha, cặp loa của hãng JBL, một dòng Studio Monitor sản xuất ra để phục vụ những hệ thống nghe nhạc và hệ thống kiểm âm, và cũng như là để dùng để ở trong phòng thu và nghe nhạc ở một cái mức cực kỳ chuẩn xác. Nên đây là gọi là dòng Studio Monitor 4410 nha các bác, 4410 nha. Keng xanh, thùng gỗ lạng, mạch cây luôn nha, mạch cây. Cặp này rất là đẹp, bác nào muốn sưu tầm thì alo cho em. Đúng cặp từ tuyến loa rồi đều nhau hết. Cặp này thiết kế là đối xứng nhau. Giá em này thì em giao các bác một cái giá gọi là tốt nhất có thể là 15 triệu 700 nghìn, là đã bao gồm phí ship nha. Loa đẹp gọi là các bác không có thể có một cái điểm chê nào luôn. Tí nữa các bác sẽ xem được chi tiết loa. Và loa này ở phân khúc như thế là nó sẽ sử bát là 25 nha, một mic, một chép đom và hai vi tinh chỉnh và một cái lỗ thông hơi phía trước với logo JBL rất là nổi bật, Studio Monitor, một cái chì đỏ phía dưới. Đây là Icon, Icon nó là Icon xanh nha. Rồi, em sẽ dịp cái Icon ra bên nha. Nói chung là loa đẹp mỹ mãn nha các bác. Đây, trước tiên em mời các bác cùng xem tuyến loa. Đấy. Tuyến loa này bác. Đây à. Bass 25 gần mút. Đặc trưng dòng loa JB thì đến từ Mỹ, những dòng loa Mỹ thì không bao giờ các bác thất vọng. Ngôn Mỹ chất âm rất chính xác. Bass, mic chép và đây là dòng monitor nữa. Đây các bác, đây là cạnh trên của loa. Đấy, đúng cặp nha các bác. Tiếng nhìn cái tiếng loa là các bác biết rồi. Đấy, từ bass, mic này, chép này. Đây là cạnh trên nha, cạnh trên. 15 triệu 700 nha bác. Giá thì em cân đối tốt nhất cho các bác là một cực giá rất là yêu thương. Và nếu chuyển khoản đủ á, thì em sẽ tính là 15 năm bao ship nha. Còn cọc tiền cọc giúp em khoảng 1,5 triệu 2 triệu trở lên nha các bác, là em sẽ ship hàng và các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại. Hay là cạnh phía bên phải của loa. Em mời các bác xem cạnh trước nha. Rồi tiếp tục mình xem tổng thể này. Đấy, xem tổng thể này các bác. 15 triệu 700 là sở hữu rồi các bác. Sướng chưa? Em về là em đưa một cái giá rất là thơm. Các bác sở hữu một cặp loa nghe nhạc hay, trưng bày đẹp. Và thứ ba nữa là một cặp loa có thiết kế rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh, đối xứng loa. Đây là cạnh trái nha. Giá bên em luôn luôn bao ship nha các bác. Ship cặp loa này thì cũng khoảng 400 nghìn nữa đó các bác. Các bác lưu ý, bên em luôn luôn bao ship nha, chứ không phải là cứ báo giá là không bao ship. Khi mà tiền ship đắt lắm các bác, các bác mà tự chịu ship thì đắt hơn em nữa nha. Tại vì em khách hàng lớn thì nó lại khác nữa. Các bác đừng nghĩ cái tiền ship nó ít đâu, nó nhiều lắm. Thì cả một cặp loa đóng rất là kỹ, nó ra rất là to, mà các bác chịu ship là nó rất là tốn tiền. Nếu các bác chịu ship cặp này phải nằm giá 6 đến 700 trăm ngàn nha. Nhưng mà bên em khách hàng lớn thì nó khoảng là 400 thôi. Nên là em cân đối cho các bác, nó đỡ tốn cho các bác nha. Đây, phía sau này bác. Đấy. Cạnh vách này. Trạm là trạm bắp chuối luôn nha, trạm bắp chuối này. JBL. Các bác thì sử dụng mỗi chip được 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 luôn nha. Cặp này đẹp trên 95% luôn ấy. Phun gỗ luôn á. Thùng gỗ lạng phía trước là mạch cây mà nó phun màu đen nha bác. Thùng gỗ lạng mạch cây đứt cây luôn nha. Chốt alo liền cho em qua hai số điện thoại trên, cọc 1,5 triệu trở lên nha các bác. Em ship hàng, các bác nhận hàng và kiểm tra hàng và thanh toán số tiền còn lại. Đây các bác mạch cây đứt cây luôn nha, mạch cây này các bác cây đó nha. Có thấy số cây chưa? Cầm mạch cây đó. Đó nghĩa là phun gỗ luôn ấy. Đây, bát 25. Một mic. Đây, tiếng loa các bác nhìn phê không? Từ ốc ác loa chắc nước ngoài về nha bác. Chưa qua tay người sử dụng Việt Nam có thể độ chi tiết và độ gọi là độ sắc sảo, độ hoàn thiện nó còn là phê luôn. Đây. Chữ nghĩa này các bác. Ốc ác này. Loa chép, loa mic. Loa bát. Đây, loa em bảo hành riêng hết. Chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Rồi video này là kết thúc. Xin giới thiệu cặp loa JBL 4410 dòng Student Monitor cao cấp kiểm âm, chuyên nghe nhạc nha các bác. Dòng là dòng chuyên nghe nhạc với chất âm cực là tuyệt vời đến từ những cặp loa JBL thì ai cũng đều mê mẩn như dòng loa JBL.